Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hai Bánh. Và ngày hôm nay Huy sẽ mang đến cho các bạn một chiếc xe tay ga SH300i với rất nhiều món đồ chơi giá trị, đặc biệt là gác lên xe nhiều thứ rất là hay ho. Và Huy không biết nói như thế nào. Và trước khi bắt đầu mà Huy tìm hiểu chi tiết những món đồ chơi này thì Huy xin cảm ơn chủ xe là anh Huỳnh Nhân Đức, một biker chơi xe và có niềm đam mê xe với dòng xe SH từ 150i cho tới 300i, ra rất nhiều gọi là tuyệt phẩm, đã cho Huy cũng như ekip của Hai Bánh có cơ hội review con xe này. Còn bây giờ không để anh em chờ lâu nữa, bắt đầu. Thật sự mà nói thì SH thì anh em cũng đã biết rồi, một cái dòng xe thể hiện cái sự sang trọng quý phái, rất được ưa chuộng từ nam tới nữ ở thị trường Việt Nam chúng ta cũng như thị trường châu Âu. Và tất nhiên thì có những điều Huy nói là khá vui thôi, nhưng mà anh em thể thấy rõ nó đang diễn biến sự thật ở thời điểm hiện tại. Nếu như mà anh em có một chiếc SH, anh em muốn kiếm một cô người yêu hay là gặp cô gái xinh đẹp, muốn rủ cô gái đi chơi. Em rảnh đúng không? Em khá rảnh. Rảnh đúng không? Ừ. Em muốn đi chơi không? Chơi đâu anh? Xem phim ấy. Đối với những mẫu xe khác, kể cả xì boy phân khối lớn, cô gái còn phải suy nghĩ không biết có nên lên không ta, ví dụ lỡ lên rồi sau này cái nó dụ mình này nọ rồi sao đó, suy nghĩ đắn đo. Nhưng đối với chiếc SH, ok, lên xe đi tới đâu hay tới đó. Đó là lý do tại sao mà SH rất được ưa chuộng, một phần là như vậy. Và tất nhiên 150i thôi thì khi mà đã độ lên hoặc để zin thì nó cũng đã rất là ok rồi, nhìn rất là đẹp và sang trọng. Nhưng với chiếc SH300i này thì phải có nhiều điều rất để nói. Giá trị của chiếc SH300i ở thời điểm hiện tại, lăn bánh có thể ngoài 300 triệu đồng. Và bản độ này cũng đã ngốn thêm khoảng 300 triệu đồng nữa. Trời ơi, anh em sẽ thấy được 600 triệu đồng cho một chiếc SH. 600 triệu này chúng ta có thể rất nhiều sự chọn lựa, từ xe mô tô nè, ZX10R nè, Z1000 nè, BMW nè, nhiều thứ hay ho lắm. Trời ơi, tới ô tô luôn, có thể mua được một con ô tô mới hoặc những con ô tô cũ xịn sò hơn. Nhưng cái đẳng cấp là nằm ở chỗ này. Chỉ là một chiếc SH300i thôi, bình thường thôi đúng không? Nhưng mà nó không bình thường xíu nào cả. Dù độ rất nhiều món đồ chơi nhưng anh em sẽ thấy được bộ áo vẫn giữ nguyên bản với tông màu trắng rất là đẹp, nhìn như là một con bạch mã hoàng tử đang chờ đợi một yêu quái xuất hiện vậy đó. Và tạo cho mình một cái điểm nhấn bằng những cái vị trí ốp carbon, như là một cái mão ở đây đó, ốp carbon fiber cái kiểu truyền thống nè, ở vị trí mặt nạ nữa. Và combo này cũng đã ngốn khoảng 3 triệu đồng và dán một cái. Và Huy cũng xin chia sẻ luôn, ảnh là thành viên cũng là ban quản trị trong Sài Gòn SH Club. Ở đây thì cái logo kỷ niệm 6 năm rồi mà Huy nhớ hình như là 7 năm rồi không chừng. Cái logo này chắc cũng lâu lắm rồi nè. Nhìn rất là xịn sò, rất là đẹp, tạo điểm nhấn sang trọng hơn chiếc xe ha. Và tất nhiên ở vị trí phần đầu sẽ có những thứ rất là hay ho ở đây, như là một cùm thắng Rambo Pilate. Và đối với cùm này khi mà Huy bóp vào sướng cực kỳ anh em, như là đang vuốt cái chân của những chị em chân dài ấy, nó mềm mại, nó êm ái cực kỳ luôn. Và piston của cái cùm này thì sẽ có hai loại thôi, một là Huy nhớ không lầm là một là 16 và hai sẽ là 19. Nhưng mà bóp dịu nhẹ thế này Huy nghĩ chắc 19, tại vì cái dàn chân chiếc xe đã độ 2 con heo 4 bít rồi thì không thể nào mà 16 được, 19 nó mới cho lực bóp dịu nhẹ thế này. Và giá một tay sẽ là 13 triệu đồng. Cái cấu trúc thiết kế bên ngoài nó là nguyên một cái billet ngay chỗ cùm. Và ở đây anh em sẽ thấy được một cái núm chỉnh và một cái chống gãy đó. Và cái bản lề này thì Huy thấy là có thêm cái núm chỉnh kiểu như Acti, nhưng nó kiểu dáng là Acti nhưng mà cấu tạo bên trong của nó là titan đó, rất là đẹp ha. Cái này Huy nghĩ cũng phải vài xị nữa. Và để gắn hoàn chỉnh thì bắt buộc phải khoét thì cũng khá là thẩm mỹ. Và tất nhiên chơi cái cùm này, cái việc mà khoét là cái điều hiển nhiên rồi. Chơi đồ chơi thì không thể nào mà gắn nhiều zin được, muốn gắn nhiều zin không chế thì cứ gắn đồ zin. Còn cái này khoét, cái như Huy thấy cảm nhận được là rất là ít, bởi vì cái thiết kế của cái cùm á nó khá là nhỏ hơn so với những người anh em của nó rồi, nó gọn gàng hơn rất là nhiều. Cái thằng RCS cho tới RCS có xa có ta luôn, gắn vô là khoét khá là nhiều. Và lỡ nói bên này rồi Huy sẽ nói luôn về cái chi tiết là cùm tăng tốc. Cùm tăng tốc này là cùm tăng tốc Domino và 2 ống ga đỏ. Và giá của cùm này sẽ khoảng gần 2 triệu đồng mà thôi. Và đi thêm cái bộ ống ga đỏ này nữa thì nó sẽ ngoài 2 triệu. Bộ này cũng phải một vài xị nữa. Một cái điều mà Huy thấy anh Đức á, ảnh rất là tinh tế, chính là nguyên cái phần ghi đông. Ảnh mang lại cái sự sang trọng, đẳng cấp và khá là ngầu. Tại vì nó không có cái gì mà tạo điểm nhấn quá nổi cho cái phần đầu này hết. Kể cả cái bộ cùm tăng tốc này. Đáng lẽ nếu mà thường thường Huy thấy đa số anh em á, cứ thích là gắn những cái gì đắt nhất, xịn sò nhất lên chiếc xe. Và cùm tăng tốc này nếu cá nhân Huy thì có thể Huy cũng gắn cái màu vàng đồng, nó sẽ mắc hơn cái này, nhìn cho nó chất chơi hơn. Nhưng mà gắn màu vàng đồng vô thì nó bị sao ta, xa vời quá kiểu gì đó, nó không có liền lạc, nó rời rạc lắm. Và bao tay thì cũng được tăng cường độ êm ái hơn với bao tay Acti. Thì bao tay Acti thì rất nhiều kiểu, tùy anh em thích kiểu nào thôi, nhưng mà nó chống trượt rất là tốt, cái độ bám cũng rất là cao luôn, và giá thì cũng vài xị. Rồi bên này thì như vậy. Bây giờ qua bên trái ha. Nếu như bên phải là cùm Rambo Pilate thì bên trái nó sẽ cũng không ngoại lệ. Và tất nhiên thì cũng đây cũng là cùm dầu. Và giá của bộ cùm này cũng khoảng 13 triệu đồng, coi như hai bên là 26 triệu đồng. Cũng rất là liền lạc. Bắt buộc phải khoét ở đây nè, rồi núm Acti ở đây, cái núm Titan nè. Đó, nhấn mạnh nó. Và ở đây Huy còn thấy được một công tắc, công tắc Daytona. Và công tắc này chỉ có on off mà thôi, chứ nó không có gì nhiều đâu ha. Và khoảng 1 triệu đồng cho cái công tắc này. Và điều bây giờ Huy mới phát hiện ra là đây là SH đời 2016 2017, cho nên là nó không có cái cảm biến nhiệt và nó không có HSTC là chống trượt đó anh em. Đó, hỗ trợ chống trượt. Tuy nhiên thì vẫn có ABS đầy đủ ha. Và giá của nó mua mới thì thời điểm hiện tại thì cũng khoảng 280 triệu, là chưa tính lăn bánh nha. Lăn bánh thì cũng ngoài 300, đường này cũng ngoài 300 à. Rồi, một chi tiết cuối cùng đó chính là trợ lực trung tâm. Trợ lực trung tâm này á thì để gắn được hoàn chỉnh cho nó thì bắt buộc phải thông qua cái bát, và nó khá là phức tạp. Cho nên thì cái tiền bát thôi cũng đã ngốn khoảng 3 triệu đồng. Tiền bát thôi nha, chưa tính cái trợ lực trung tâm, khoảng 15 triệu đồng nữa. Nó là trợ lực trung tâm Öhlins TTX. Và nó có gì hay ho? Nó cũng là cấu trúc của nó cũng như là một cánh tay, một cái đòn mà để giữ cái xe ổn định hơn khi mà chúng ta chạy với tốc độ cao. Đó, thì nó sẽ có núm chỉnh ở trên đây. Núm chỉnh của nó khi mà chúng ta siết mạnh hơn thì nó sẽ nặng hơn, và về mức không thì nó sẽ nhẹ hơn. Đây cái núm chỉnh nè. Và anh em sẽ thấy nè, người thầy người thợ Quy phải cho một lời khen, khoét rất đẹp luôn anh em. Đó, nó rất là gọn gàng, nó không có phải là quá rối. Nó quá rối như mà mấy cây trợ lực sườn hoặc là trợ lực cổ, mấy cây trợ lực cây á, thì nhìn nó rối lắm. Còn đối với dòng xe SH, dòng xe mà ghi đông bích như thế này thì gắn cái trợ lực trung tâm là rất là hợp lý luôn, gọn gàng, vừa đủ khoe xe tao có gắn trợ lực trung tâm nè, khoảng 20 triệu đồng. Quá tuyệt vời cho phần ghi đông như thế này. Và đối với dàn chân thì thật sự Huy phải nói đây là một siêu phẩm, bởi vì nó đã lên 2 đĩa rồi và lên cặp heo rồi. Nếu mà tính tới thời điểm hiện tại ở trong Sài Gòn SH Club, nếu mà Huy biết thì nếu mà dàn chân phân khối lớn chỉ có 3 chiếc lên kiểu như thế này, là một chiếc của anh Hùng Đinh, workshop Hùng Đinh, thì ảnh đã lên phục upside down rồi và ảnh lên một cặp đĩa cũng như cặp heo. Còn đối với bản độ tương tự thế này vẫn sử dụng phục ống lồng zin của SH, nhưng lại trang bị được 2 đĩa 2 heo, là một điều rất là tuyệt vời anh em. Và nó hiếm hoi lắm, ở Việt Nam mình chỉ có vài bản độ thôi, rất là hiếm hoi, và đa số là đều trong Sài Gòn SH Club hết rồi. Gom lại những nhân tài, những người có rất nhiều tiền vô trong một câu lạc bộ và chơi đa số đều như thế này, rất là tuyệt đỉnh luôn. Bây giờ thì cái bánh trước Huy có rất nhiều điều chia sẻ anh em, nhưng mà Huy sẽ cố gắng là chia sẻ cho anh em một cách dễ hiểu nhất. Là dù đã độ 2 đĩa 2 heo, nhưng mà anh Đức ảnh vẫn giữ nguyên cấu trúc nguyên bản của cái cánh mâm cũng như vành mâm, gọi nôm na là sử dụng lại mâm zin luôn á, mâm zin trước luôn nè. đây. Và sau đó thì sẽ chi khoảng ngoài 30 triệu đồng để đổi lấy được cặp đĩa cặp heo này gắn hoàn chỉnh lên xe, là bắt buộc phải chạy một cái thớt lòng hai phía trên bản vẽ đó. Sau đó họ làm như thế nào, họ tháp vô như thế nào thì Huy cũng không rõ bên trong này được như thế nào, nhưng mà rất là đẹp. Và hai cái thớt lòng này thì Huy thấy là đã được làm lại Shinshi, sau đó anode đen lại nhìn cho nó cứng cáp. Tiếp đến là phải canh chỉnh tính toán làm sao để gắn đĩa và heo vào mà quay bánh cực nhẹ là cái thứ nhất, thẩm mỹ là cái thứ hai, và ổn định trọng tâm khi chạy tốc độ cao là cái thứ ba. Và chủ xe chia sẻ Huy điều đó workshop đã làm được rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây thì anh em sẽ thấy là cặp đĩa này là cặp đĩa SBK, đĩa này thì của Rambo, và giá cặp đĩa này là phải ngoài 10 triệu đồng một cặp. Và kích thước size của nó là 320mm, coi như lớn nhất luôn rồi đó. Để gắn hoàn chỉnh được á, thì tất nhiên là phải làm thớt lòng lại, ấy lộn, sorry anh em, là làm lại lòng đĩa. Và lòng đĩa này thì cũng làm khoảng 4 triệu đồng cho cái cặp lòng đĩa này, kiểu như là rách tép gì đó, nó có độ gơ luôn nè đó. Sau đó chưa dừng lại, chi khoảng 3 triệu đồng, ừ đúng rồi 3 triệu đồng để làm những cái tán. Đây là tán Shinshi, cứ mỗi con vậy là 150.000, anh em cứ tính đi, mỗi cái đĩa vậy là 10 con, bên kia 10 con nữa là 3 triệu đồng, thật là vi diệu. Rồi tiếp đến sẽ nhiều anh em hỏi Huy á, là Huy nói là gắn hai đĩa hai heo mà sử dụng phuộc zin sao gắn được. Tất nhiên sẽ nhiều anh em nói là ồ, chắc cái này vỏ phuộc này phải phay lại hay là làm lại hay là gì đó, thay vỏ các kiểu, nhưng vẫn sử dụng vỏ phuộc zin. Thì cái vỏ phuộc bên tay phải đúng không, qua trái anh em chỉ việc xoay lại qua bên kia là được rồi đó, rất là hay luôn ha. Phuộc zin, 100% phuộc zin. Rồi đến con heo, con heo này sẽ là con heo GB4 GX phiên bản Nikken đó. Giá cặp heo này sẽ ngoài 30 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Cái điều đặc biệt ở trên này là anh em sẽ thấy là cái lớp mạ Nikken của nó nhìn rất là sáng bóng, nhưng Huy thấy nó khá là tiếc nuối khi mà nó ở sử dụng ở thị trường Việt Nam chúng ta. Bởi vì anh em cũng biết mà, thị trường của chúng ta ở Việt Nam thì khí hậu là nóng ẩm, cho nên là đi mấy cái dòng heo này nè, nếu mà anh em không giữ kỹ thì nó rất là mau xuống màu. Cái đó là thật sự là cái điều đáng tiếc. Còn đối với thị trường châu Âu á, xứ lạnh, cho nên là giữ màu mấy con heo rất tốt. Và ở đây con heo này anh em sẽ thấy là ngoài 4 bit ra thì nó còn có logo Rambo màu đỏ rất là nổi bật luôn đây. Và để gắn hoàn, chân của nó là chân của châu Âu, cho nên nó sẽ là 108mm đó. Và để gắn được thì bắt buộc cũng phải chạy hai cái bát Shinshi, và hai cái bát này cũng đã ngốn khoảng 5 triệu đồng, cũng phải làm một cái bản vẽ riêng, tính toán sao quay bánh cho nhẹ nhất, cho nên là đắt ở chỗ đó đó. Rồi sau đó phải anode đen lại nữa, nhìn cho nó cứng cáp, nó liền lạc với cái vỏ phụ, cái vỏ phụ. Và cái vỏ phụ này Huy cũng chia sẻ luôn, đã được sơn tĩnh điện rồi đó, cho nên là nó màu nhám như vậy đó, nó không còn phải nguyên bản là sơn bóng nữa. Và anh em sẽ thấy một cái cấu trúc rất là liền lạc với nhau. Nếu mà cắt từ khúc này nha, nhìn ở đây thôi anh em tưởng chiếc phân khối lớn này anh em đó, nếu mà mâm mà 17 inch nữa là coi như là anh em nhìn hết ra chiếc gì luôn. Còn hệ thống truyền tải đi thì dây dầu sẽ là dây heo và bấm đầu ơ. Cứ mỗi một đầu bấm như vậy thì khoảng 1 triệu đồng. Ở đây Huy thấy tổng cộng là có 3 đầu bấm, 1, 2, 3 là 3 triệu đồng. Đi kèm đó là dây dầu nữa, dây này khoảng 1 triệu đi là 4 triệu. Ở đây Huy thấy còn có một ngắt dầu tàu ly nữa. Và tất nhiên á, chưa dừng lại ở đó, bây giờ cho mỗi bên 4 triệu đây là đầu bấm dây dầu, và còn phải một ngã ba dầu nữa để chia hai phía. Nếu mà một con heo chỉ đĩa với heo một bên thôi thì không có gì xảy ra rồi, nhưng mà cái này do hai đĩa hai heo nên bắt buộc phải có một ngã ba dầu bên trong nữa, nằm tuốt bên trong này nè, có thấy ngã ba nằm trong này rồi. Và ngã ba dầu đó nó sẽ chia cái lực phanh ra, chia cái lượng dầu ra để có thể là truyền tải cho hai phía. Và giá của cái ngã ba cũng phải khoảng 2 triệu đồng. Như vậy hai phía là mỗi bên là 4 triệu cộng với 2 triệu nữa, khoảng 10 triệu đồng cho hai phía luôn. Rất là hay ha. Và toàn bộ chi tiết Huy thấy đều được cố định bằng ốc Titan RR5. Đi tới đâu, Huy nói tới đâu là tiền nhảy keng keng tới đó. Rất là hay luôn. Hay cái chỗ là quá trời tiền trên cái bản độ này anh em. Và cái dàn bánh trước thôi Huy nghĩ là, để coi coi, 35 triệu là tiền chế gắn hoàn chỉnh, thêm cặp đĩa cho 15 triệu nữa là 50, cặp heo 30 mấy triệu nữa. Rồi cái dàn này Huy tính nhanh cho anh em luôn, 100 triệu. Wow. Cặp bánh trước thôi mua được một chiếc SH 125. Ở phía sau này thì bây giờ Huy sẽ nói gì đầu tiên ta, bởi vì những chi tiết từ phụ, bô, gấp, heo, mỗi thứ đều mang một cái nét đẹp khác nhau và mang những cái sự đặc biệt khác nhau mà ít thấy trên những dòng xe SH độ. Bây giờ Huy sẽ nói bô đi. Nóng quá. Cái bô này á, là cái bô Forrest đời 2011. Thì ở đây nó có 3 cái chấu nè, anh em sẽ thấy nè. Đó. Trên carbon nè, cái nền carbon. Và đặc biệt nó là một cây bô gọi là được xăng, cho nên là rất hiếm. Hiếm ở đây nếu mà anh em nhìn qua anh em của cây bô này cũng như cây bô nào thôi, đời 2011 nhìn thiết kế thì trang có gì đâu. Nhưng cái thiêu, cái họng ra, họng ra của nó, họng zin nó sẽ là 32 mm chứ không phải là 27 mm. Rất là tuyệt vời luôn ha. Và giá cái bô này luôn lon luôn cổ là khoảng 15 triệu đồng. Cái âm thanh hả, guarantee hả, đã lắm mà nghe nó ấm nó lực lắm nha. Tới chừng mà ở cái dòng tua cao đi, nghe nó rát nó chát đã lắm, nó sướng lắm. Một xíu Huy sẽ nè thử cho anh em nghe. Đó, đầu tiên cây bô. Tiếp đến là cái gấp. Cái gấp này không phải là cái gấp zin rồi phay chế các kiểu để gắn được tùm lum bla bla. Nó là một cái gấp CNC, nguyên một khối nhôm dựa trên một cái bản vẽ được đặt riêng cho nó. Và giá phải ngoài 20 triệu đồng. Những cái nước nguyên một khối nhôm làm ra nhìn nó cứng cáp, nó chắc chắn cực kỳ lắm anh em, không có chỗ nào mà chê được. Được tính toán hết rồi, cái chỗ bắt dầu rồi, cái chỗ bắt bô như thế nào nè, cái chỗ bắt heo, bắt gấp này, đó, bắt cốt này nọ, được làm hết tính toán hết rồi. Đây nhìn rất là đẹp, tuyệt vời thiệt ha. Và cái đĩa sau thì ở đây thì ở cái gấp thì nó chỉ như vậy đó. Giá 20 mấy triệu rồi, nhôm nguyên khối, quá đáng đồng tiền quá gạo luôn. Rồi bây giờ Huy sẽ nói về tiếp hệ thống phanh đi. Hệ thống phanh thì ở đây Huy thấy là phía sau là một cái đĩa racking. Đĩa này thì size 265, chắc 265 là bằng cái thông số đĩa trước của SH Zin. Bây giờ được gắn như phía sau thế này và lớn nhất luôn rồi, coi như cái thông số lớn nhất luôn rồi đó, gắn phía sau. Và tất nhiên khi gắn được thì bắt buộc là anh em phải làm một cái thớt lòng để gắn được, chứ không phải mình thích lên đĩa thì mình gắn, không có, phải làm một cái thớt lòng hoặc một cái lòng đĩa riêng. Ở đây thì Huy thấy là một cái thớt lòng rồi để đi ra được. Cái thớt lòng Huy cũng không rõ giá bao nhiêu, nhưng mà Huy nghĩ là cũng phải ngoài 2 triệu đồng cho một cái thớt lòng ha. Và con heo, ở đây là con heo Rambo B-Led và phiên bản cũng Nicken tựa như phía trước vậy đó. Nó rất liền lạc, chủ xe rất là biết chọn lựa những món đồ chơi làm sao cho liền lạc chiếc xe của mình. Và cái độ nổi bật của nó chưa dừng lại đó, khi cái bát Shinshi được quay xuống để con heo nằm ở vị trí này và được anode màu đỏ rất là lòe lẹt và rất là nổi bật luôn em, tạo điểm nhấn đấy, nhấn cá tính đấy. Và con heo này có giá là cũng phải khoảng 13 triệu đồng phiên bản này. Và phía sau thì Huy thấy dây dầu heo và cũng bấm đầu ơ. Ở đây thì chỉ có 2 đầu bấm thôi, 2 đầu bấm kèm theo một con dây dầu nữa cũng phải gần 3 triệu đồng. Và toàn bộ chi tiết đi tới đâu cũng là ốc Titan R5 và còn có những chú ốc rồ ti len lỏi vào à, nhìn cho nó lạ mắt. Ốc rồ ti anh em cũng biết rồi, con bèo lắm cũng phải 100 ngàn, cho tới có con cũng vài xị. Và những cái chi tiết như là ốc cốt nè, rồi con ốc bắt ngay cây bô nè, đây những con ốc này nè, hoặc là ốc hoặc là con ti thâm nhớt nè, ngay cái đây nè. Đó, mỗi con cũng vài trăm ngàn, từ 350 cho đến 500 ngàn một con. Chất chơi là thế đấy. Rồi cuối cùng là một cây phuộc Nichon Cây phụ này có rất nhiều điều hay ho mà Huy muốn chia sẻ với anh em. Đầu tiên, cây phụ này giá của nó là 55 triệu đồng. What? Ở Việt Nam chúng ta chỉ có duy nhất 5 cây. Và trong câu lạc bộ Sài Gòn SH Club thì đang sở hữu 2 cây và đúng 2 cây phiên bản của SH300i. Còn 3 cây kia nó đang trôi lạc về đâu rồi, nhưng mà nó cũng chỉ là phiên bản của Forza mà thôi, chứ không phải là phiên bản của SH300i. Đó. Và trên cái phụ Nichon này, khi mà anh em nói phụ Nichon thì anh em sẽ nghĩ tới màu Nichon. Anh em nói phụ Öhlins, anh em sẽ nghĩ tới màu vàng. Nhưng không, trên cái phụ Nichon này, từ bình dầu cho tới lò xo đều là màu đen. Và ti phục thì lại được nhấn mạnh bằng cái nước màu vàng mỏng nhẹ, làm điểm nhấn rất là nổi bật. Và nhìn thiết kế của nó phải nói là sắc sảo, tiền nào là của đó, khỏi chê vào đâu được. Rất là đẹp anh em. Và chủ xe là một người rất kỹ tính. Trời ơi, mình xăng này nọ rất là khó khăn, cho nên là mình phải giữ kỹ món đồ của mình. Kể cả cái bình dầu cũng được dán keo phía ngoài. Đó. Đây là phiên bản quý nha, cực hiếm, chỉ có 5 cây thôi. Và cây phụ này mới thấy là có 3 chế độ chỉnh. Nó đẳng cấp hơn so với những cây phụ kia. Và nó áp dụng những công nghệ mà có trong đường đua, đưa vào đây để mang lại cái độ nhún êm ái nhất, cái sự tuyệt vời nhất cho người ngồi, từ người trước cho tới người sau, cảm nhận rõ luôn. Và 3 núm chỉnh thì đầu tiên là một cái núm chỉnh dưới đây nè, một cái núm chỉnh đây, rebound. Đó. Rồi 2 núm chỉnh trên này. Ở đây anh em nhìn không kỹ anh em tưởng là một núm chỉnh thôi, thật sự nó 2 núm chỉnh nha, một núm chỉnh lớn ở đây và một cái núm chỉnh nhỏ nè, đó, nó là 2 núm chỉnh. Một cái là để chỉnh cái hồi nhanh chậm, cái độ đi di chuyển của dầu. Còn một cái theo Huy tìm hiểu cũng như là những anh em chia sẻ lại thì là chỉnh mà khi mà chúng ta chạy tốc độ cao, chúng ta ra cua, vào cua này nọ thì nó sẽ có cái độ nhúng như sao đó, Huy cũng không có rõ nữa. Và thật sự thì nếu anh em có những hiểu biết nào hay ho về cây phụ này thì mong anh em có thể comment phía dưới để chia sẻ cho mọi người hiểu rõ hơn về những cái chế độ, những cái núm chỉnh này nó sẽ như thế nào ha. Và chỉnh độ nén lò xo luôn nè, đây, còn cái chỉnh độ nén lò xo nè, rất hay luôn. Đó. Còn răng quá trời luôn. Và tới cái phần mà quan trọng nhất, tôi nghĩ anh em sẽ thích thú nhất, đó chính là âm thanh của chiếc xe này sẽ như thế nào. Và Huy cũng xin chia sẻ luôn là chiếc xe này đã độ full bô xăng lửa và giá là phải ngoài 10 triệu đồng để coi bô xăng lửa như thế nào ha. Cái bô này có nè, đó, Forrest nè. Giờ Huy sẽ để máy ha. Giờ cho anh em ra nghe cái ga anti trước, nghe nó đó rất là ấm. Đó, nghe ấm lắm anh em. Rồi bây giờ Huy sẽ lên ga ha. Huy sợ là lúc mà Huy nè các anh em nghe không được, nhưng mà ở đây Huy nghe rất rõ luôn. Lâu lâu có mấy cái bách phai nghe sướng tai lắm. Ồ, đã quá. Thật sự á, Huy phải công nhận một điều á, là chơi SH á, nó có cái độ đẳng cấp thiệt, cái độ sang trọng thiệt, đặc biệt là 300i nữa. Tuy nhiên thì mua nó thì cũng dễ, mà nuôi nó thì cũng khá là cực, bởi vì nó rất là hao xăng anh em. Một máy mà 300cc thì rất là hao xăng, mà anh em chơi cái dòng này phải chịu thôi. Phân khối lớn nó còn hao xăng hơn nữa, và chiếc này cũng đã là gọi là phân khối lớn rồi, 300cc rồi mà chạy chiếc này là bắt buộc phải có bằng A2, rất là tuyệt vời luôn. Và ngày hôm nay thì cái màn test tiếng bô vừa rồi thì cũng đã kết thúc buổi review xe đổ ngày hôm nay rồi. Và anh Đức á, ảnh cũng có gửi lời cảm ơn nhiều workshop đã thực hiện cái bản đồ này, phải gọi là một tuyệt phẩm. Và bây giờ Huy sẽ kể tên về workshop ha. Thì ảnh có gửi lời cảm ơn đầu tiên là workshop Hùng Đinh, rồi Tabu shop, rồi Sài Gòn Shinshi shop, rồi Chí Nhỏ Racing là người thực hiện cái dàn nội công, rồi workshop Phạm Toàn nè, rồi dầu nhớt Đại Pháp, rồi Tuấn Đề Can, cũng như là 3D shop và shop Huỳnh Vĩ Luân. Bên cạnh đó thì anh còn gửi lời cảm ơn đến Hai Bánh.vn. Tôi nè là người đã truyền tải đến cái thông điệp, cái đam mê về chiếc SH300i này của anh đến mọi người, và mong rằng mọi người sẽ có những đánh giá tích cực về bản độ này để cho chúng ta cũng như là một cái bản độ chúng ta có thể chiêm ngưỡng SH300i độ khủng và có thể có những ý tưởng táo bạo hơn để thực hiện chiếc xe của mình tương tự như vậy. Còn bây giờ không để anh em chờ lâu nữa ý, còn bây giờ không để anh em phải ý, không phải, còn bây giờ thì kết thúc video thôi. Bye bye anh em.